Dạo này Lâm Sói sao? Thấy Lâm Sói chở gái về nhà, nó nhận tiếp tỷ bia đó. Hay. Đụng tới bãi xe này là đụng tới Lâm Sói biết không mày? Mày cứ đi quan đi, tao không cấm. Nhưng chắc chắn có phim cho mày coi đó. Mà Xuân không có lý do gì để mà làm khó Quỳnh hết á. Lý do cho con người đặt ra. Chị Xuân không thích tôi. Nam Đen sắp có chuyến hàng từ biên giới về, tao muốn cướp của nó. Ê, tụi mày muốn cái gì hả? Anh nghe tin này từ đâu? Từ Phước. Mày với Nam Đen sao? Sợ Lâm Sói hả? Ý phèo, Lâm Sói đúng là hai vật cản của tao mà. Cho anh đi chị của nó đi. Phương cản cán. Tôi còn thấy thằng Thịnh hay con Quỳnh một lần nữa, nó không còn đang ăn cháo đâu. Gặp ở trường được rồi, khỏi ghé. Trường có nói được câu nào đâu. Khỏi gặp ở đâu hết á. Mày thôi có nhìn xấu về phụ nữ đi. Tao lo mày bị lừa thôi. Lâm Sói ra sao rồi? Nó đã nhe răng rồi tao. Tao muốn nó vĩnh viễn biến mất. Mẹ kỹ lưỡng như Lâm Sói mà còn ngồi xé lịch kìa. Làm như anh biết, tại sao Lâm Sói đi tù vậy? Ai đụng tới bãi giữ xe là đụng tới anh. Nhớ mặt tao đó. Nó mồ côi mà. Tôi cũng mồ côi vậy. Em muốn xử cỡ nào? Làm sao cho nó được đeo theo con Bích nữa. Làm sao cho tao tới đây đánh hai đứa mày nè. Quỳnh, xe của ba Sơn hư thắng mới lọt đèo. Phải tai nạn không? Hay có người gây ra tai nạn? Má nó đánh, anh nó xoa. Mày mà rớ vô đi là không có lối thoát đâu đó. Trời ơi, mày giết cái thằng như vậy mày hỗn hào với má mày hả? Đi đi, coi như tao không có đứa con như mày. Thằng bồ con Bích tên gì vậy? Nó tên là Long. Em nên kiểm tra lại thông tin đi. Không dụ được em hùng vốn với Nam Đen, anh tức hay sao vậy? Từ Phước luôn manh số 1. Có cách để anh đọc đó. Nhưng mà anh sẽ không để cho ai ăn hiếp em. Chuyện của em và Bích, đừng lo.